Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại chơi một con game mới. Một game về chủ đề về xây dựng một cái thế giới hậu tận thế hay gì đó. Chúng ta lướt lướt thử cái trang tem phép của con game đã. Ồ, game đang giảm giá đến 80% luôn nè. Đang trong cái sự kiện của cái nhà phát hành hay gì đó, để tôi lướt lướt thử luôn. Anh đi game. Sale mùa hè này họ lên tới 90% luôn. Rất nhiều con game giảm giá rất là sâu nè. Đa số thì tôi chưa có chơi nhiều. À, con game này là game tuổi thơ của anh em nè. Chắc anh em là cũng biết con game này chứ gì. Gọi là ông hàng xóm á, game này hoài niệm phết, ra mắt cách đây cũng khoảng là 3 năm rưỡi rồi. Sau cái thời gian đó thì họ không cập nhật gì nhiều nữa, nhưng mà anh em chơi thì vẫn thoải mái luôn đó. Game ông hàng anh mà ông hàng xóm mà anh em xem rất quen thuộc à, đúng cái phiên bản hồi xưa chúng ta chơi luôn á. Chắc anh em nào mà tuổi thơ có chơi những con game như thế này thì chắc cũng đều biết lắm rồi chứ gì. Game này thì tôi đã từng chơi cái phiên bản demo rồi, cũng khá là thú vị á. Nó có một cái cơ chế mà mình xây dựng rồi mình gọi mấy anh đệ ra nào, xong rồi tối ưu hóa cái công trình. Mấy anh đệ của mình thì nó cũng nhiều cái chủng loại lắm, chúng ta có thể là đi khai phán rồi nè, đào quặng rồi nè, một số con thì làm việc vận chuyển làm nông trong mấy cái mà máy móc thiết bị bằng gỗ này á, một số con thì nó thiên về chiến đấu. Hiện tại tôi nhớ là có một cái phiên bản Go Logo hay demo á, anh em có thể thử qua được á. Đây là vẫn còn phiên bản demo hồi đó tôi chơi nè. Game này thì tôi không biết, trong nó máu me nó đắt đếp á ha. Methane Phono Phono Get quét nhiệm vụ của con chuột. Game này chắc dạng là phiêu lưu khám phá giải đố không? Không biết có yếu tố hành động không? Football thì tôi không biết. IS này thì hôm nào rảnh thì tôi cũng chơi cho anh em luôn. Một game dạng mà hành động phiêu lưu giải đố trên mà cái nền tảng platform. Đây nè. Hôm nào thì tôi sẽ thử cho anh em xem game này. Giá cũng hơi cao nha. Game này nhìn thú vị phết đó chứ. Nhà phát hành này thiên về mấy con game. Đây con game này thì tôi cũng đã từng chơi qua rồi. Cũng khá là lâu rồi đó. Ok, giờ chúng ta vô chủ đề chính ngày hôm nay. Enzone Warpath, game đang giảm giá lên đến 80% luôn. Thì tôi cũng mới chỉ mở game lên setting thử thôi, chưa có chơi thử gì nhiều. Game này đã được 100k follow. Hôm nay thì vẫn đang có mà hơn 300 người đang chơi cùng lúc, một con số rất cao luôn. Giá game bây giờ rất rẻ rồi, khoảng 50 ngàn à. Anh em có thể trải nghiệm được con game này giá rất thoải mái luôn á. Game này nếu như mà giá rẻ như thế này thì chơi xong tôi sẽ tổ chức giveaway luôn anh em luôn. Giveaway thì anh em cứ lên cái kênh tôi thôi. Đây nè, tôi luôn luôn mà để cái link ở cái phần mô tả đó. Anh em cứ chọn bất kỳ một cái video nào trong cái danh sách này gần gần đây thôi nha. Nè, như gần đây lên mới đăng mấy cái video trong cái game nào, anh em chọn một game đi. Rồi xong mà sẽ thấy ở ngay cái phần mô tả có cái link form mà tham gia giveaway ở đây nè, tặng game hàng tuần nè. Anh em cứ bấm vô và đăng ký tham gia thì sắp tới chắc tôi sẽ giveaway game này cho anh em đó. Nếu là tại vì cái giá nó đang rẻ nè, nên tranh thủ giúp luôn trước ngày 22 tháng 3 hả, 5 ngày nữa hả. Hiện tại thì tôi đang mở hai cái giveaway, một cái thì kỷ niệm của game Logic Gear Bạch, còn cái là game nhỏ nhỏ gì đó cũng chưa biết nữa, chưa chọn được, thì có khi là game này luôn không chừng, hoặc là game nào đó. Tới đó thì có ai tài trợ đã tính, tôi vẫn chưa biết game nào có gì tôi lục để kỳ cũ. Còn cái mà đang mở này thì gồm rất nhiều game trong danh sách phần thưởng để anh em chọn. Đây anh em nào chắc cũng biết thử qua cái gì. Đây là cái danh sách phần thưởng dễ nhất dễ nhì, anh em trúng giải nào thì nhận con game trong bên cái cột đó, anh em cứ chọn phần thưởng thôi. Nó thì nằm ở cái bảng bên đây nè, còn đây là cái game nhỏ nhỏ tôi chuẩn bị đang mở luôn. Anh em cứ bấm tham gia rồi điền vô cái form là xong, mất cùng lắm là chắc khoảng 5 giây đó. Điền vô đây bấm vô chat nha là xong. Điền xong thì cái tên của anh em nó sẽ hiện bên đây nè, kéo che cái email đi. Đây như tôi mới điền của tôi vô hồi nãy nè, trước khi quay cái video rồi luôn đó. Đó, điền xong rồi nó sẽ hiện vô đây thôi. Tới giờ thì tới ngày thì nào rảnh rảnh thì tôi quay. Còn cái này là mấy cái đợt kiếm quay trước. Cái này của năm 2024 thôi. Rồi anh em nào tham gia giveaway cứ vô đây. Hôm nay thì chúng ta lướt qua thử con game này, Enzone, chủ đề mà xây dựng, quản lý chiến thuật, sinh tồn hậu tận thế. Không cần indie đâu, có quản lý nhân viên, người xây dựng, người xanh bút manager, quản lý tài nguyên, rất nhiều thứ luôn. Có độ khó cao nữa hả? Ồ. Mấy game xây dựng thường cái độ khó cao này ăn thua cái cách anh em quản lý tài nguyên á. Nhiều khi mình phải mắc cái sai lầm rất là nhiều.
until the nuclear catastrophe plunged it into chaos. Trái đất thì bây giờ coi như một cái ngôi nhà cũ của chúng ta rồi. Và cái hạt nhân thì nó đã tràn lan hết, không thể còn sinh sống nữa. Tôi đã sinh ra ở đây, trên một cái dặm vũ trụ ngoài không gian này, trưởng thành từ trong cái bóng tối. Sau 150 năm thì chúng ta đã trở về trên cái bề mặt của trái đất một lần nữa. Đây. Bắt đầu bằng việc tất cả chúng ta cùng xây dựng lại cái ngôi nhà mới của chúng mình. Được không đó? Đúng là cái chất là cổ nha. Anh em nhìn nó gỉ sét, mấy cái vết gỉ sét nào. Phóng xạ luôn luôn ở mức cao nữa nè. Trái bề mặt trái đất thì bây giờ đã thay đổi rất là nhiều rồi. Phóng xạ tràn ngập ở khắp mọi nơi. Chết chóc cũng bao phủ lấy xung quanh luôn. Đây là cái thành phố khi chúng ta mà xây dựng nó nền tảng nè. Anh em nhìn nó vẫn mà đậm cái chất gọi là cái gì ta, công nghiệp thời cổ á. Đó, mọi thứ trong game này nó đều bị gỉ sét rất là nhiều luôn. Giờ phát triển dần dần lên nè. Đồ dân nhiều dữ vậy nha. Có mà bắn nhau nó hay gì? À không, không có bắn nhau, chỉ mà đứng nhau quay vật thôi. À có luôn. Không thấy cái thẻ mà war trong đây đâu. Chiến tranh bắn nhau gì đó. Hồi nãy là tóm tắt cái đoạn giới thiệu của game. Còn cái phần này chắc chúng ta vô game lên nhiều. À không, vẫn không có. Đồ họa trong game thì hy vọng đẹp được trên cái video đó. Rồi, chúng ta vô game thôi. Từ nãy lên quên mà lướt qua mấy cái DLC của game này coi thử làm sao nữa chứ. Tôi không biết cái bản mà dev gửi cho tôi đó, có bao gồm cái bản DLC chưa. Game này tên gì? Enjoy. Rồi, có thời gian coi sao. Có DLC thì sau này chúng ta sẽ chơi DLC. Phiên bản hiện tại là một cái máy á. Ô, họ đã ra cái phiên bản 2 luôn nè. Trời sao dùng cái trình duyệt của mà sao tím này. Thực ra làm cái phốt này anh em có thể nhúng thẳng cái mà trình duyệt nó mở bên ngoài luôn, dạng như một cái UGL luôn, không cần phải qua cái của mà Steam đâu. Team cây sẽ mà được gửi đến sau khi mà cái trò chơi này được phát hành vào mùa hè năm 2024. Bay game là giá 22.5 đô, giảm 10% từ cái giá gốc 25 đô. Bản này là cái bản supporter, tức là mình ủng hộ thêm cái hỗ trợ luôn á. Dịch ra support lên để tập thành rồi. Sau này chắc mà con game của tôi cũng thêm mấy cái dòng mà support đi tiếp mình đó chứ. Không gài không biết có bán được bản nào trong cái đợt mà xem mùa thu này không đó, mùa xuân này không đó. Hôm nay có hai người đang chơi luôn. Vậy là cũng có anh em nào vô game tôi chơi đó. Đánh giá tiêu cực này cho nó nha. Thôi thì đang chạy sale hai con game cùng lúc mà. Anh em nào rảnh thì vô mua. Còn thôi chờ vài bữa nữa tôi ghép vào quay cho anh em thoải mái luôn. Bay game. Đây, nếu như anh em muốn chơi cái bản này có thêm một số cái DLC có sẵn nữa, nhưng mà hai cái DLC này nó chỉ là nhạc với hình thôi nha. Chỉ là một mô hình cái cây miễn phí. Còn anh em là chơi thì cái bản là tan đá này cũng được rồi. Họ chưa có trang template nữa ta. Chưa, như thế này là tôi nghĩ là chưa có trang template đâu. Thậm chí có luôn mà cái phần giới thiệu hội viên nè. Thôi, có thời gian nghiên cứu sao? Bây giờ chúng ta vô thử cái game này đã. Rồi bữa tôi chỉ mới vô option thôi. Cũng mà lock FPS đợi 60 rồi. Nên bây giờ vô game đã. Vô game. Tokyo. Cái này nhìn cái mặt cỏ nó không đẹp nha. Mặt cỏ nhìn nó không chỉnh chỉ cho lắm. Cảm giác như mà dán một cái lớp asset lên hơn á. Thử ăn cưa của mấy cái lá cây thì cũng hơi toan đó. Đây,
Cuối cùng thì chúng ta đã rời khỏi cái khu vực mà Enjoy này rồi. Nhìn vào khung cảnh này nó thật là tuyệt vời và đẹp đẽ, khác hẳn những gì chúng ta đã hình dung về cái bề mặt trái đất. Bây giờ bắt đầu vui một cái ngôi nhà mới như chúng ta. I'm glad we prepared ourselves well for this kind of scenario, especially since our inventories in the end zone. Tôi rất vui mừng vì chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho cái tình huống như thế này. If you need additional information, you can look at our survival guide at any time. Rồi, nói chung là mình có sẵn cái xe hàng nè, tất cả cái hàng hóa của mình đút vô trong xe rồi đó. 80 thịt đó. Cái này là cái gì? Cái này là cái nhiệm vụ. Còn cái này là à đây những cái hướng dẫn game là nhiều chứ gì ha. Xây dựng công trình. Rồi tới đâu thì hướng dẫn ở đó đi. Everything you need to know should be right. Trời đang mưa nè, anh em nhìn mấy hiệu ứng mưa nè. Rồi, làm tốt lắm, tất cả mọi thứ bạn cần thiết thì đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Đến lúc chúng ta mới bắt đầu xây nhà mới rồi, xây đi nói nhiều quá. Trước khi xây dựng công trình thì chúng ta cần phải có những cái builder này. Tiếng nhạc nó không đồng đều cho lắm nha. Bây giờ bấm vô phân công. Bây giờ builder chúng ta lên bao nhiêu người ta? Cái yêu cầu bao nhiêu người không? 3 người. All right. Đầu game chúng ta chỉ có 10 người thôi đó. As soon as construction contracts have been issued, it's time to start. Rồi bây giờ xây cái gì thì những cái builder này sẽ giúp mình. Cái chìa khóa quan trọng đầu tiên á luôn luôn là nước. Đầu tiên thì chúng ta phải có một cái bình chứa nước, sau đó thì những cái người này sẽ làm cái hợp đồng cái xây dựng cái đó, rồi sau đó bui tiếp một cái jetty là cái dạng lọc nước đó ta. Rồi. Tiếp theo là cho những người ở gần cái thị trấn, xây thì xây ở đâu? Phải hiểu. Bấm vô đây. Trời cái này nhìn như là tưởng đâu setting á. À setting nó nằm đây nè. Xây gì phải không? Rồi. Bây giờ thì thợ xây chắc nó sẽ làm việc đó. Trời, nó chậm kìa, đi như con rùa vậy. Rồi, nhưng mà nó xây rất là nhanh nha. Rồi, cái gì này nó xây xong. Mình có thể là xây thêm những cái nhà kho chứa nước khác bằng nhiều cái loại nước như là cái cầu mút nước này, hoặc là cái hứng nước mưa, hoặc là một cái giếng nào đó. Nên nhớ cái nguồn nước là không nên để quá xa ở chỗ cái con xe chứa đồ của mình. Cái đồ hứng nước mưa sao nó không dẫn vô đây ta? À đây là cái đồ hứng nước mưa của chúng ta nè, ở trong cái bình chứa nước. Đây là cái này mới xây, còn cái này là dạng cái giếng, còn cái này là hứng nước mưa nè. Mưa vô đây thì nó lọc nó chảy xuống quá. Thậm chí có máy bơm điện luôn. Không. Phải xây cái này nó nằm trong cái khu chứa nước dân cư chúng ta đã. Xây cặp bên luôn ha. Bên đây. Ba anh thợ thủ công đi xây dựng nè. Cái gì? Citizen bui lần sau. Cử ba người vô đây làm việc. À. Ủa đâu? Bên đây nè, cử ba người vào đây làm việc. Tối đa là 5 người có thể làm trong này. Nó có phần sức chứa nước là bao nhiêu? Không thấy. Bây giờ nó đang sản xuất nước. Chờ nó sản xuất đủ 100 nước đó. Trời mưa đứng há mồm ra là có nước vô liền chứ vậy. Đẹp quá ha. Đồ họa con này coi cũng ổn áp hết á. Mấy công trình nó tuy không có dơm được quá mức cận cảnh nhưng mà nó cũng rất là đẹp. Môi trường xung quanh thì nó tương đối đều nhau. Núi đá thì sông hồ. Ở đây có cái gì đây? We have now installed a working water supply and water is now transported from the jetty to our. Bây giờ thì xây xong cái bình chứa nước và vận chuyển nước vào cái khu này do cư dân sống rồi. Đây là cái phần thưởng của mình, 200 nước. Mình phải tập trung vào cái nguồn cung cấp thức ăn. Thức ăn của mình thì những cư dân ở đây nó sẽ đói khát. Thức ăn thì có thể thu hoạch thức ăn trong rừng nè, xây một cái nhà để thu hoạch nè, hoặc là lấy từ thiên nhiên như mấy cái động vật hoang dã ở đây. Thậm chí có thể xây luôn những cái nhà mà thu nhập thức ăn, hoặc là ba cái nhà máy đánh bắt cá, hoặc là trồng trọt.
Trồng trọt thì thậm chí có trồng được cây ăn quả luôn nè. Thì sau đó chúng ta sẽ nấu ăn. Rồi cũng chỉ có thể là chăn nuôi luôn đó hả? Những cái mà động vật hoang dã nè. Bây giờ xây cái đầu tiên là phải bấm vô đây rồi nó mới hiện lên đây. Rồi xây cái nhà câu cá đi. Cặp bên đây lấy nước luôn cho nó tiện ha. Mấy con hú nó chạy nhông nhông. Bắt nó được không ta? Không, chỉ lấy được 120 thịt từ nó thôi. Game này không có xây đường hết ta. Bui, trời ơi, một đống luôn. Nước, đồ ăn, nhà, cộng đồng, vận chuyển, logistics. Đây là có xây được cái đường nè. Nhưng mà chắc phải nâng cấp cái gì đó. Cái này cây công nghệ. Mình cái mảng công nghệ đó. Hầu hết mấy game như thế này thì chúng ta phải nghiên cứu. Bên này điện đóm, bên này là trang trí. Cái này hệ thống phòng thủ hả? Ồ, có thể nâng cấp mấy cái công trình lên luôn. Cho hai người vô đây làm. Nó không cho acid ở đây ta. Nè. Hay là acid bên đây? Không. Bên này là cái gì? Mà bắt buộc phải vào đây để acid cái công việc vô hả? Làm việc tốt lắm. Bây giờ cái nguồn thực phẩm đầu tiên ở dưới nước là ổn định rồi. Được thưởng 3 con trăm, 300 con cá. Bây giờ tiếp theo là trồng trọt. Hái lượm chứ. Hái lượm rồi mới tới giai đoạn trồng trọt. Bây giờ xây cái khu làm nông hả? Mình có bắt buộc phải xây cái khu ở đất màu mỡ hay là cái gì không? 6x6 đến 16x16. Sau đó thì cần công nhân. Mình trồng chắc là trồng ở cái khu này luôn. Khu này nó bị cái gì đây? 16x16 à. Sau đó phải gán người vô. Gán người nó không cho gán đây ta. À được nè. Thôi cái này mình xây hơi nhiều nên gán hai công nhân luôn đi. Rồi phải chọn cái hạt giống cho nó. Chọn một cái hạt giống. Hiện tại chúng ta chỉ có thể trồng là bắp cải thôi. À, chọn đây. Rồi xong rồi. Này là sao? Remember that we need the widest variety of food sources to stay healthy. You should also plan ahead for drought periods that might come when it's not going to rain. At the beginning, we don't have much scrap wood or other resources. Bây giờ mình phải cần thêm rất là nhiều sắt nhiều gỗ nữa. Để là hai cái tài nguyên chính. Bây giờ chọn cái luôn luôn là thu nhập tài nguyên trước cái đã. Xây một cái nhà khai thác gỗ. Gỗ thì phải xây trong rừng rồi. Đi được không ta? Ủa, đâu rồi? À không, nó chỉ cắm cây cờ thôi. Cắm cây cờ thôi thì cũng dễ. Mình sẽ dọn cái khu dưới này trước đi. Làm sao để dời đi được? Đây, đây, đây. Tiếp theo là xây cái nhà. À không, không cần nhà. Chỉ cần cắm cọc vô, lấy sắt, lấy gỗ thôi. Công nhân tự do. 2 trên 3. Phải có 3 người lận bớt 1 người lấy nước đi. Rồi bắt đầu chờ nó lấy đủ 15 sắt và gỗ đã. Bên này cái gì đây? Cư dân của mình chưa có nhà. Nhà đây. Phải có sắt với gỗ thì dân mới xây nhà được á. Có hai anh làm nông nổi nữa. Mấy con này đừng có vô ăn đồ ăn của tao. Tao bằng thịt hết bây giờ. Rồi. Từ lúc mà chúng ta bắt đầu tài nguyên thì mới có những cái tài nguyên này thì mới bắt đầu bước vào cái việc xây dựng thực sự.
Bây giờ phải bui một cái khu trồng cái mà khai thác gừng đó. Không, cái này chỉ là hái lượm mấy cái cây quả nào thôi. Rồi. Không dẫn đâu. Nhà máy xử lý gỗ. Xây xa quá thì nó sẽ đi đi lại lại rất nhiều lần. Rồi mình xây đây thôi. Canh cái góc cho đẹp cái đó. Canh sao ta? Nghe chưa? Rồi, ok. Chưa có xây đường được nha, nên mình hơi khó mà định vị mấy cái vị trí. Xây chưa? Nó chưa xây nữa. Bây giờ cử một người vào đó. Sao không thấy ai làm việc ở trên ta? Gỗ cần 24 gỗ với mà sắt nữa. Nó đang vận chuyển tài nguyên lại nè. Đó, xong cái gỗ rồi. Này có phím tắt gì không? Không có phím tắt gì luôn. Rồi, ok. Làm việc tốt lắm. Bây giờ thì đã... Rồi, đây xong. Bây giờ bắt đầu thu nhập mấy cái sắt đi. Sau đó xây một cái nhà xử lý sắt nữa. Nào. Chắc cặp bên đây luôn cho nó nhiều một quy hoạch dễ dàng đấy. Rồi làm việc xuyên đêm nha, không có nghỉ ngơi gì hết. Đồ ăn của mình thì chưa có thuốc nè, chưa có ba cái quần áo vải vóc rồi nè, cũng chưa có ba cái thép luôn, chưa có nhựa luôn. Cái này là điện hàng điện tử vi mạch, cái này là than, chắc là cái nguyên liệu tài nguyên đó. Nước mình 90.000, thịt 5.000, gỗ gỗ 500 là đầy rồi, sắt cũng vậy luôn, chắc phải xây thêm mấy cái kho sau này á. Còn thêm tí gỗ nữa. Cái game con ếch nè, ông đẹp hứa là sẽ gửi cái key game con ếch cho tôi mà cuối cùng lại không gửi luôn ha, tôi nhớ rồi đó. Bây giờ từ cái mấy cái mảnh vụn vỡ này á, chúng ta có thể là nguồn cái tài nguyên để chế tạo quần áo, thép và nhựa, mấy cái điện tương tự như luôn. Đó, bây giờ bắt đầu xây cái mà cabin cho họ ngủ nè. Rồi, ok. Ngủ chung không được cái gì mà phải xây tới 8 cái người ta. Mình có 10 dân mà xây tới 8 cái nhà luôn hả? Chưa có mở khóa thêm được cái gì cả, chỉ mới cái những cái cơ bản như thế này thôi. Cái gì? Có cái hạt nhân ở dưới là cái gì? Nhiễm hút trà hả? Nó có mấy cái gì dưới này nè. À, cái này là mùa khô mùa nước. Vì cây cỏ của mình có khi nó bị ngập không? Phóng xạ. Trời ơi, phóng xạ rồi kìa, chết rồi. Ông nào ở cái nhà này chắc chuyển sinh luôn á. Vật là đột biến thành siêu nhân luôn á. Mấy cái này là cái gì ta? Không có điện. Nhanh lên, nhanh lên.
mấy cái xung quanh này là cái gì vậy? Tôi muốn chăn nuôi dữ lắm đó nha, bắt mấy con này về nuôi nữa đó nè. Ủa? Rồi mấy cái căn nhà này nó nằm ngoài cái phạm vi nước của mình. Này là cái gì? Besides cabins, you can also provide sturdy houses and shelters as housing. Sturdy houses withstand sandstorms better and have an increased storage capacity to boot. Bây giờ mấy cái nhà này nó không có nước rồi. Phải không ta, nó báo phải không? Không không không, kệ nó đi. Bây giờ tiếp tục lại cái quá trình mà xây nhà và tập trung vào cái việc mà chế tạo mấy cái sắt vàng đó. Đây có sắt thì mới làm những tài nguyên được, nó sẽ giúp đỡ trong cái việc xử lý gác nè, tái chế đồ cái thứ nè. Này nên xây đâu ta? Không 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 không. Không biết nó là cái gì. Nhưng mà xây gần hai cái nhà này được rồi. Nhà này nhìn đảo hả? Nguyên cái cục này chỉ có 4 sắt thôi. Bây giờ cho một người vào đó làm việc nữa. Sản xuất ra 4 cái quần áo. Đâu rồi cái nhà đó đâu rồi? À đây nè. Mới được hai cái bộ đồ thôi. Nhìn nó quay như quay tay luôn rồi. Một cái nhà này chứa được 5 người lắm à. Trừ 8 này là sao? Hai người trẻ tuổi. Hình như nó gần cái khu công nghiệp quá. Rồi bây giờ phải xây một cái thợ thủ công nữa. Cái nhà thủ công. Thủ công mỹ nghệ. Cái này nó mới làm ra là mấy cái vải bóc này thôi. Thôi nó làm được sắt luôn nè. Làm được mấy cái chai nước luôn nè. Bây giờ cho người vào làm nhà thủ công này. À, nó có chế được cái khẩu trang nè, cái mặt nạ phòng độc nè, cái găng tay nữa nè. Chế khẩu trang này chỉ cần 2 vải thôi. Chế cái này thì 2 vải với mà hai cái gì nữa đó.
Cái găng tay này thì chế được phóng xạ luôn. Nói chung là phải chế nguyên bộ đồ thì sớm hay muộn thôi. Bây giờ tiếp theo là chế tạo công cụ đó trong cái workshop đó. Chế tạo công cụ workshop. Xây thêm một cái nhà máy tái chế nữa. Chết rồi, nó đi ngay cái đường này. Xe cái này sai lầm rồi. Nó đi, nó bọc vô cái hẻm không à. Tí nữa cái này nó bích lại, nó tiêu. Kể đi, không quan tâm. Refill nó nằm đâu ta? À đây, 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 hai người. Bên này thì sẽ sản xuất ra những cái metal. Bên này thì vẫn sản xuất vải phóc. Mình bắt đầu hết dân rồi đó nha. Bắt đầu tàn phá thiên nhiên, nó chùi lủi cái khu này luôn rồi. Ủa, cái hướng dẫn đâu? Bây giờ sản xuất ra mấy công cụ sắt thép nữa. Này có mũi tên chỉ lên là cái quái gì? Mình có thể nâng cấp à? Không có người để làm việc nữa rồi. Đi ra chị phải chắc bớt cái công việc làm nông lại một người. Thợ xây nước. Nước thì không bớt được. Nước nó luôn rất là cần thiết. Nó yêu cầu mình chế cái metal tool nữa. Bên này mới đúng. Hai gỗ, hai con ốc kích chứ mà hai cái khối. Hai cái khối đó là cái gì ta? Metal đúng không? À, hai khối đó là metal. Sao lâu quá vậy? Hai cái mà sao vẫn là 0/2 ta? À giờ nó mới lên 1/2 nè. Quỷ thiệt. Hình như cái khu này là nó ra bên phóng xạ hay gì đó. Đâu có phóng xạ gì đâu. Nhưng mà tại sao nó lại có cái úp gì ta? Không có người để làm việc luôn. Rồi. Bây giờ xây cái trường học để mà tăng cái học thức lên á. Bui trường học. Trường học thì đương nhiên xây gần cái khu dân cư này.
Học viện BOZ cho một cái người làm giáo viên có cần cái chỉ số hay là yêu cầu gì không? Ủa sư dân của mình nó nhảy lên nữa nè. Chấm hỏi. Cần phải có mấy cái bãi bốc. Chết rồi, hai nhà mình sản xuất mê đồ không? Nhìn lại. Phần thưởng là 5 cư dân nữa. Cái nhà này chứa được 4 người. We are already accumulating fish and tilling our fields. A gatherer's cabin will now enable us to gather mushrooms and berry. Xây lên cái nhà hái lượm nữa. Từ từ, cái nhà này là nó chứa được 5 người nè. Dân ở đây là 25 người, 8 x 5 là 40. Nhưng mà tại sao lại không chứa được? Cho hai cư dân đi hái lượm, hái lượm đây. Nó hiện cái mũi tên lên là cái quái gì ta? Không hiểu cho lắm. À, đầy kho rồi. Sắt mình bị đầy kho thì một á là mình xây thêm cái kho chứa, còn hai á là mình tăng cái sản xuất đồ ra. Cái này chỉ có một người à. Cái này nó cũng đầy kho luôn rồi. À, kho sắt với kho gỗ mình nó full 500 rồi nè. Bây giờ tiếp theo là trồng cây ăn quả. Sáu đến 16 x 16 thì chắc không phải chọn cái loại cây gì nó thôi, hiện tại là chỉ có cây bum này thôi, tôi không biết cây gì nữa, chừng nào mới thu hoạch được. Trồng 100% hiện tại thì đang là bị khô. Gốc phiêu này là 922. Cần thêm người giúp việc không? Bây giờ hai nông dân hả? Hai nông dân tôi nghĩ là làm không nổi đâu. Bốn nông dân đi, ba nông dân đi. Bên này hai, bên này một. Bây giờ đợi nó gieo trồng đó. À, chọn xong rồi phải chọn như thế này cái nữa. Bây giờ xây thêm cho tụi nó đi săn nữa, không chỉ là hái lượm thôi. Bây giờ nó hái thêm thảo dược, cho thêm một người chế thảo dược. Đợi nó đi lấy 20 cái thảo dược về là cái này nè. Lúc đó thì dân có ốm đau bệnh tật gì thì cho nó chuyển sinh luôn. Ủa, cho nó chữa trị luôn. Xây bao nhiêu cái nhà đây mà chưa vừa nó hả? Thằng dân nào mà chưa có nhà đâu. Trời ơi. Ê, 11 thằng chưa có công ăn việc làm, đi làm hết.
có 7 đứa nhỏ, là một giáo viên thì chắc đủ rồi. Well done. We can equally utilize the gathered herbs to convert them into medicine later on. It might happen. Rồi có thảo dược rồi. Bây giờ cái độ phóng xạ nè, cái nãy giờ tôi nhớ đó, nó sẽ ảnh hưởng đến chỉ số sức khỏe của mình. Bây giờ có thang để xử lý mấy cái vấn đề đó. Nó sẽ lụm mấy cái thang. À, nó có cái chỉ số là khu dân cư trừ 5 nè, nên xây mấy cái này phải xây mấy cái nhà dân ra, mình phải quy hoạch hai cái khu công nghiệp với mà mấy cái khác riêng biệt với nhau. Sản xuất than thì do nó nằm đây luôn. Bây giờ xây thêm mấy cái nhà máy tái chế nữa cho nó tăng cái tốc độ lên mới được. Nó full 100 này. Cái gì đó, rồi nó xếp game làm giật cái người, giật cái mình. Cá cũng vui luôn nè. Game này không có nhà kho nha, rất là cần cái nhà kho luôn rồi đó. Dân mình bây giờ nó rủi rãi nhiều lắm, còn 4 đứa chưa có công ăn việc làm nữa nè. Great. We can use the charcoal in conjunction with the filtration system to purify our water. Bây giờ có than rồi. Cái này là cái gì đó? À, nó phải chế ra mấy cái chai nước này. Refill đây, 4x4 đây, 4 người, 4 công việc. Sắt với gỗ. Gỗ thì còn nhiều lắm, tôi nghĩ là nên cho nó xử lý mấy cái sắt này trước cái đã. Sắt ra 2 vải đây. Metal mình khá nhiều nè, có vải là hơi ít nè. Metal mình lên tới cái 100 này. Nè vải nè, vải nè. Cái này chuyển qua sắt đi, hai này để vải với nhau cho nó dễ nhìn. Đó, hai vải, một sắt, một cây nước. Còn ba thằng chưa có công ăn việc làm á. Cái này chừng nào mới thu hoạch được? Nó đang trồng trọt thôi kìa. Trời mưa ơi, mấy con này nó vô nó ăn cây của mình kìa, xử nó. Than hả? Than của mình có miếng nào đâu mà đầy ta. À đây nè. Cái này là than, hèn gì. Tôi cần thêm nhà kho à. Khoan, nâng cấp cái mà bình chứa nước của mình. Nâng sao? Ủa không, cái này mới là cái kho chứa nước nè. À đây. Coi còn cái nào nâng được nữa không? Không. Làm sao biết nó cần cái gì để mà nó nâng ta? Bây giờ mình có thể xây được cái giếng nước.
chắc cho xây ở phía trên này cho cái khu dân cư của mình nó hưởng. Có cần thiết phải xây gần này không ta? Kệ sang cái đây nó đi. Rồi, đây. Mình đang đào tạo về là công nhân nè, thợ thủ công nè, thợ là may mặc nè. Cái này chả biết là cái gì luôn. Chỉ có ba đứa đi học vậy nè. Cây nó mọc lại nữa này. Cục điện là cái gì? Ủa, hạt tiêu là cái gì ta? Từ từ không hiểu cho lắm. Công trình này yêu cầu than để mà lọc cái phóng xạ từ nước. À, khi mình bật nó lên thì nó sẽ sử dụng cái than. Số lượng nước cho mỗi cái than của mình có thể xử lý là 600. Bây giờ 2.600 của mình, 2.700 của mình thì có 4 năm than, à, than mình nhiều lắm. Rồi, thoải mái đi. Hạt tiêu carbon mát gồ đút là cái nhà này phải không? Không, cái nhà này. Đây, máy thì mặt nạ lọc khử carbon. Sau này chúng ta sẽ lên thêm cái găng tay nữa. Làm việc đi bay. .28 season, 0.42 season. Tức là một ngày mình có thể làm được ba cái này á. Good work. Good work. No. Bây giờ thì xây một cái khu mà để mình đi xử lý mấy cái phóng xạ đồ đó hả? Cái nhà này xây được gần cái khu dân cư, nó sẽ xử lý phóng xạ trong nguyên cái khu vực này luôn. Nhà này là cái nhà xử lý rác. Bây giờ hết tài nguyên luôn hết gì à? Nó không có xử lý gì được nữa. Một người thôi, đầu game thì cái diện tích của chúng ta khá là nhỏ. Rồi bây giờ xây cái nghĩa trang cho tụi nó. Anh em muốn mà liệm đi ở đâu? Đây, cho gần gần cái chỗ núi này đi ha. Ủa sao game không chạy? À nó đang chạy. Mấy cái này không có tắt được hết á. Động tầng thì được rồi. Mồ yên mã đẹp ở trên đó. Nghĩa trang này nó có giới hạn bao nhiêu cái sinh mạng nằm xuống không? Cần có người quản lý hay là trông mộ vô?
mấy cái chai nước này vẫn sản xuất không kịp nữa không? Tắt cái chế độ mà sửa chữa công trình này. Tại sao? Ủa? Cái cửa vào cái khu mộ là ngay đây phải không? Nó đem lần có 4 sắt à? Ừ, còn lâu lắm. 48, 52, đứa nữa đủ rồi. Rồi đủ rồi đó, bắt đầu xây đi. Rồi phải có người trong mẫu nữa hả? Ok. Bây giờ xây cái campfire và một số cái sinh hoạt cộng đồng cho mấy nhân dân đó. Tổ ở đâu? Nó có cho mình xây đâu ta? Nè. Xây mấy cái này thì nó sẽ tăng cái chỉ số hạnh phúc của dân mình lên. Nhưng mà nó chưa có cho xây. Nó cộng 4 cái dân, cộng 4 cái nhà dân vui vẻ nè. Gỗ thì mình thiếu gì gỗ mà sao nó không cho xây? We can erect it. À, upgrade cái tower counter lên. Nó là cái gì? Tower counter của mình là đựng nó chiếc xe nha. Trời ơi, chiếc xe là cái tower counter đó hả? Rồi bây giờ mới xây được cái lửa chạy rồi. Xây cái trạm mà y tế đã. Trạm y tá này thì mình xây đường nhà dân được. Mày cũng đầy kho luôn hả? Làm sao biết cái nào mình có thể nâng cấp được cái nào không? Medic đây, một người làm bác sĩ nha. Bắt đầu tài nguyên nó dồn nhiều hơn nhiều đó. Trời ơi, cái mà chậm xá như thế này đó hả? Sang dữ vậy? Một hai tầng lầu, một đống cửa luôn. Chỉ mà mấy ảnh xây trong có vài giây à, hai cửa lên luôn nè. Giờ sản xuất 5 cái loại thuốc y dược đã ở đây nào phải không? Chưa chế được thuốc nha, cái này mới chế được mấy cái chai mà uống chữa bệnh thôi. Cabin chứa mấy cái setter. Nhưng mà nó thì thực sự giới hạn không gian. Bây giờ bui một cái nhà mà cho những cái người lang thang đó, của cái những người đi bên ngoài nữa đó.
nó sẽ chứa được nhiều dân hơn. Cái này của mình ở kho lương thực nó vui luôn rồi. Bây giờ cách nào xây thêm cái kho lương không? Ủa tăng được nào? Gỗ, gỗ thì mắc cái gì mà không cho đầy đủ lên. Trời ơi, tưởng xây mấy cái kho hóa ra là chọn ăn cái này. Làm việc đến chết. Rồi bây giờ mới xây cái nhà đi săn nè. Cái nhà đi săn cái gì đó. Rồi nó xếp game. Nãy giờ làm mấy lần giúp mình nha. Quá về dân của mình này. Mấy cái này không bao giờ thiếu đâu. Ủa không bao giờ là đủ đâu. Này là cái gì đó? Đây, đây mình có thể là xây được cái chuồng nuôi chưa? Cái này phải chọn vừa săn vừa bắt nè, cái này là bắt không nào? Còn cái này là săn không nào, cái này vừa săn vừa bắt luôn. Để coi nuôi được mấy con. Nuôi chân cù. Mình không có hạt nào mới hết đâu. Cây cỏ thì cũng vậy luôn. Không có cây nào mới cả. Nhà này nó nằm ở đâu vậy? Cái nhà chế thuốc hồi nãy là tôi xây nó nằm ở đâu ta? Này cái trường. Này xử lý phóng xạ. Không phải cái này. Cái nhà chế thuốc hả? Này gỗ. À đây nè, đây nè.
Sao mà hết than rồi? Than là cái cực kỳ cần thiết đó nha. Cái này là cái chỉ số hạnh phúc của mình. Nó gần vượt qua cái mốc 2 này nè. Nếu chuẩn bị lên mốc 3 là cực kỳ vui vẻ nè. Sao liên tục nữa rồi. Không xây được cái campfire. Cái này xây hai cái thì nó có tác dụng méo gì không? Chuyển nó qua chế độ bắt. Rồi bây giờ mình chọn cái con gì mình nuôi. Mình có hai loại thú lận nên xây thêm một cái nhà như thế nữa. Cái nhà này nó nằm đâu ta? Food không? Đây bắt đầu mấy cái kho chứa của mình nè. Bây giờ mình nâng cũng khá là nhiều rồi. Rồi bắt đầu xây được cái đường đất rồi đó. Làm việc với bay ơi. Nên phân lô bán nền thêm một khu nữa không anh em? Đây. Lên cái khu dân cư trên này không? Có xây xây khu dân cư ở đây nào cho nó gần. Trên này cũng gần nữa. Bây giờ trên đây trước đi, rồi mở rộng khu bên kia mở sau. Ở đây mình chọn cái con gì rồi? Con nai rồi phải không? Ôi vãi. Ba cái sắt thép của mình là không còn miếng nào luôn. Bây giờ không có sắt để mà chế tạo sắt nữa. Có cái nào mà chế độ ưu tiên của cái này lên không ta?
có cách nào để tăng cái chế độ ưu tiên của nó lên không? Tình thương đó. Ưu tiên cái nhà này nè. Nào cũng cần mấy cái gáp nữa trên. Sao mà phóng xạ nó ô nhiễm dữ vậy nè. Có cách nào cho dân nó đừng có đẻ nữa không? Thực phẩm vào dinh dưỡng. Đồ ăn rất là nhiều luôn. Kho đồ ăn của mình nó sắp vui nữa rồi. À nhấn nút shift để tăng lần 500 nè. Ủa? Nhà này chỉ ra được mà. Nha. Dọn luôn cái cục điện này, 200. Ngon vậy. Bây giờ có sắt nè, nó đang chế tạo mấy cái tool công cụ lên. Mấy cái công cụ này là nó hơi cần, hơi bị nhiều á. Trên này chắc phải xây thêm một cái khu chứa nước nữa để nó uống nước nó khỏi đi xa. Qua tờ cái đít nó dính cái gì mà nó không có xây được đó. Chết rồi, tính hủy nó mà lỡ rồi. Sao co lại đầy? Tôi làm ra không kịp luôn, dân của mình nó đông quá. Đang có 15 thằng mà chưa có công ăn việc làm nữa nè. Vẫn sao mà chưa bui được cái lửa chạy hay là mấy cái này nè. Không biết nó có yêu cầu cái gì không. Đất chỗ này đi thôi vậy. Quá trời nó làm việc tốc độ cao quá. Than của mình cũng hết than luôn rồi.
Tháng này trong kho chỉ có 4 cái thôi. Không xây được gần khu dân cư nữa. Bây giờ không có nhiệm vụ gì để mình làm nữa thì cứ tiếp tục xây và phát triển như thế này đó hả? À có nè, xây mấy cái đường đất. Rồi cái đường này nó không có dính với nhau rồi. Chứ mấy cái đường đất này hình như đâu có tốn tiền phải không? Cầm cúm rồi. Rồi, ok hết chưa? Good. Temporary to improve the giờ xây một cái chợ hả? Em thấy cái khu đô thị của tôi nó phát triển vượt bậc chưa? Dân nó đang đi làm đường nào, lát gạch như một dân chuyên nghiệp luôn. Sau này có thể lên được cái đường này không? Còn phải nghiên cứu trong cái thư mục mà research đó. Cái nhà kho của mình hồi nãy xảy đâu ta? Workshop, workshop của mình. Nó là cái này phải không?
À không. Logisticians are able to amass resources from the whole settlement. Những cái người dân trong cái chợ này nó sẽ phân phối những cái đồ vật ra cho mọi người xung quanh. Bây giờ xây cái trạm khu thức ăn đã. Chỗ nãy mình đục ra nào phải không? Chấm hỏi, tại sao nó chấm hỏi? Hình như là nó hết chỗ nó làm cái gì vậy? Nó hết chỗ nó xử lý phóng xạ rồi. Mấy cái đường nó chưa đắp xong hết nè. Làm việc lề mề chậm chạp đó mấy này. 6 đứa. Hấp dẫn rồi, hấp dẫn rồi. With the new food station, your settlers are now able to supply themselves with. Nó đang phân phối được thẩm đi. Bây giờ phải xây một cái đường nước mà. Dẫn nước đi thì. CS2 Gamer Tattoo kêu quái gì đó. Logistics cần với 7 người. 8 người luôn. 5 thợ xây luôn. Chấm hỏi, tại sao nó chấm hỏi? Mấy cái này là sao ta? Khi mà nó đầy kho thì cái này nó sẽ luân chuyển ở giữa các khu với nhau. Tool nó vẫn không lên kịp, than cũng không lên kịp luôn. They can supply themselves with water and food, similar to how it's done. Rồi bây giờ quan tâm cái vấn đề thời tiết và chỉ số phóng xạ gì đó. Nghiên xây cái trạm mà nghiên cứu khí tượng hả? To quá vậy? Quá to luôn á. Thôi xây cái bên đây đi, ngắm cái nhà xác cho nó vui. Sắt của mình đang lên dần dần đó, có gỗ là lên chậm rồi nè.
bốn đứa nó vẫn đang đi chặt gỗ rất là cần cù luôn. Chạm khí tượng thủy văn thiếu 20 sắc nữa, nhưng mình nó phát triển nhanh quá, không có cái tàu ngừng lại được hả? Nó bắt buộc mình phải giữ cái mà chính sách gia tăng dân số liên tục như thế này luôn nè. Tool của mình bây giờ nó chính hết lên kịp rồi nè. Very good. Bây giờ mình có thể nghiên cứu cái mùa màng và mùa mưa. Mưa thì sẽ không mà. Mưa để cấp nước thì chắc xây gần cái khu này thôi. Vừa đủ là vừa khích luôn nè. Ngon. Thấy anh em nãy thấy tôi đục cái lỗ này ra mà lý trí chưa à? Có cần các cử dân vào làm cái gì không? Never forget that our settlers might get sick if we distribute. Cũng cho mình 900 nước và 30 cái chai nữa. Cái này mình cả đống luôn nè, 100 cái chai anh ơi. Nước em cũng cái nồi luôn rồi. Này nó có cục thịt ở đây là sao như ta? Nước này mà vẫn phải có người làm việc trong này nữa hết ta. Không có gì để nấu ăn luôn hả? Đồ ăn thì thiếu gì? Sao không có người? As long as our irrigation plant is 2 người supplied thôi, with để filtered những cái water, chỗ mà it cần is thiết able như thế to này nó mới cử neutralize người vô. possible contamination of the soil due to radiation. But watch out. When water contaminated with radiation is fed into the system, this can lead. Bão cát được khô hạn. Cái tòa thị chính của mình là cái này, bão cát và khô hạn. Trạm nghiên cứu này không xây được gần nhà dân. Này đỡ quái gì ta? Máy cắt gỗ của mình á. Này cũng không xây được gần nhà dân thì cũng phải dời cái vị trí sao cho nó đẹp đẹp nhá. Đây đây đó, xong rồi mình hủy bỏ cái này cho những cái dân nó vô đây nó nghiên cứu. Bây giờ mình nghiên cứu cái gì đấy? Đào than, đào than. Than mình rất ít.
bão cát tới rồi ra da. Electronic nghiên cứu điện hả? Nghiên cứu điện. Rồi nghiên cứu xong cái điện. Sau đó xây một cái nhà máy chế gác cho nó xử lý điện. Hồi nãy mình có hai cái nhà nó trùng với nhau. Đâu rồi ta? Hai cái nhà làm vải á. Đây nào phải không? Nhà này làm gì chạy điện được? Chắc phải nghiên cứu xong rồi mới tính được. Bên này có cái quái gì vậy? Sao đi bố giới cứ? Trăm năm mươi gỗ hả? Sao mình lấy hết gỗ ta? Gỗ cô ghép 4 nào. Chắc phải xây thêm một cái nhà nữa đi. Xem cái nhà đó luôn. Dần dần nó tụt xuống rồi. Ồ, bị nhiễm phóng xạ hả? Ở đâu nó đang xử lý phóng xạ mà. Cái nhà này phải xây cái nhà khử lọc cho nó. Rồi nhà cái nhà Kitter gì nè. Nó nằm ở bên cái mục nào ta? Đây. Nó sẽ xử lý nước nguyên cái khu vực này luôn. Nhà này xây dựng gần nhà dân được không sao hết. Không tới rồi. Ủa, vẫn tới nè. Bây giờ lại hết gỗ nữa chứ. Nhà này hết than.
Như nhà đi rồi đó mà nó cứ báo thiếu nhà. Trời ơi. Làm sao cho cái nhà máy này nó chuyển qua xài điện được? Phải xây một cái trụ điện ở gần đó. Nhưng mà nghiên cứu xong chưa? Năng lượng mặt trời hoặc là năng lượng gió. Vẫn thiếu gỗ đi nghiên cứu. Đây 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 đây, chuyển một cái tụ hình cái mặt trời. Very good. With this new Phải nghiên cứu xong thì nó mới mở cái tính năng này. To electronics from scrap. Bây giờ nghiên cứu cái mà điện mặt trời á, đang học luôn rồi. Ủa gì nhanh vậy? Mấy cái này nó to vãi đái ra luôn. Không chấm 1 đến 0 đến 8 xây sành nữa. Sau đó nghiên cứu được công nghệ pin tài nguyên thì bắt đầu thêm đào than nè, nuôi cá hả, xây cái nhà kiên cố hơn, xây được cái gian bếp. Bắt đầu có gỗ lên, gỗ bắt đầu lên dần dần. Giờ đi dây điện hả? Đi làm sao? Mà dây điện này nói đi đâu bây giờ? Bây giờ nói dây điện. Cái dây điện này sử dụng nói để cung cấp điện vô những cái công trình như tua bin gió nè, điện mặt trời nè, pin nè. Sử dụng cái dây điện này nhưng mà để nói vô những cái gì? À, những cái này có điện vô thì nó ngon hơn. Rồi bắt đầu đi dây điện thôi. Dây điện bui ở đâu vậy? Bôi thẳng lên trên đường đi được không ta? Như vậy thì mất mỹ quan lắm. Từng cái nữa. Nhưng mà nó đi vô cái nhà này, từ cái nhà này mình có thể đi ra không? Được nha, nó nói vô cái nhà này nè, từ cái nhà này của mình có thể đi ra cái nữa nè.
Chơi cái này nó tốn cái gì? Trời ơi, tốn tới 30 đô lắm. Sạch bách mê đồ của tôi luôn rồi. Chơi cái này 12 mê đồ, không có mê đồ để mà xây luôn. Cái này nó sẽ lưu điện lại, sau đó là buổi tối mình có thể xài được thoải mái. Cái solar này cung cấp 5.000 thì 100, 200, 300, 400, 500, 600, khoảng 1.000, khoảng 2.000, 3.000, tạm đủ, tạm đủ. Không đủ hả? Bảy mươi phần trăm, 100%. Xung quanh phải trống trải thì nó mới chạy được vui cái công sức. Mày có cần đi dây điện vô mấy cái này không? Đi xây cái điện mặt trời có nghĩa hơn đó. Sắt của mình nó không lên nổi. Ôi, một kho này luôn. Bên này thì cũng quá nhiều luôn, thoải mái mà làm. Cái gì mà đỏ dữ vậy nè? Cái kho đã đầy, cái kho đã bị cạn. Nô tôn tôn thì làm ra không kịp bởi vì đang gấp và thiếu mấy cái sắt này. Đó, sắt làm ra đủ rồi ta. Cái tôn này thì nó cần những cái gì? Không, nó cần phải mà hai miếng sắt. Đây, mỗi một cái nhà thì thôi nó làm không có kịp ngồi.
Cái nhà này cần mấy tổ không? Không. Nên xây xong mấy cái này mình cho nó chuyển qua làm mê tồn luôn. Bây giờ thiếu nhất là cái mê tồn tool, nên hai cái nhà dưới là hai cái mê tồn, cái nhà trên là cái nhà tool. Rồi nghiên cứu nó chứ quên đó. Ăn uống ngon nghẻ lên nha. Ba mươi sáu sắc. That looks good. Some buildings are now connected to the power grid. Although a well-structured settlement that's hooked up to the power grid consumes a certain amount of resources, it is enormously effective. Oh, and just as an aside, you can have electric power poles put up on many surfaces. Rồi xây thêm một cái chạm nữa. Cái chạm nó trong cái mảng công nghệ. Chạm này cho nó bắt đầu những mấy cái nhiệm vụ đi thám hiểm rồi xung quanh. Nhưng mà mấy cái nhà này làm nhanh lên dùm cái ấy. 16 lần thợ xây mà đâu hết mẻ nó chưa nãy. Hết gỗ rồi hả? Gỗ nó lấy sao quá, nó chuyển về không kịp. Bên này còn một cái nhà máy gỗ nữa nè. Hồi nãy thì nhanh lắm mà sao bây giờ làm việc lại lề mề như thế này. Cái này thì sẽ cho nó làm. Ủa cái này đâu phải làm cái tool. Tool là cái workshop. Nhầm rồi. Lũ đạn chướng cộng dây điện có chịu vậy? Dướng cái cục điện, phân lô bán nền gì đó. Nè, dướng hai cái cục điện hai bên nè. Làm sắt. Cái nhà nào hồi nãy cho làm chip ta? Ngàn chip được rồi. Settlers to be scouts and prepare. Bây giờ cái đoàn thám hiểm của mình nó có thể đi được rồi. Thám hiểm thì có thể tìm mấy cái mà thành tích nào đó. Bấm vào đâu đây? Xem một cái cao đi. Cái này là cái gì? Mười cao lận lên gửi thoải mái luôn á. Mấy cái này là những cái điểm lân cận mình nè. Thậm chí là nó có thể
thu nguyên cái này luôn, nó không cần phải nghiên cứu nữa. Dân một trăm mấy rồi, mấy cái nhà này có nâng cấp được không? Không. Và cái sắt này vẫn chưa lên nổi hả ta? Radiant Gold cũng không lên nổi luôn. Nhà mai mặt của mình đâu rồi? Cái workshop á. Cái workshop mới xây ở đây, chưa xây xong nữa. Thôi. Ba cái nhà thôn rồi nhưng mà vẫn không lên kịp. Bây giờ bắt đầu một cái đoàn thám hiểm. Đâu? Cái này là cái này hình như là một người đang làm nông nè, không có đứa nào đang rảnh rang hả? Cái thành tích này thì không có gì đặc biệt cả, tuy nhiên á, thì sẽ gửi những cái người này làm trong cái công việc này để vận chuyển nó trở về. Mười hai thuốc lá, sáu nắm, mấy cái này. Những cái người này đang làm việc thì mình cử đi có làm sao không ta, còn mấy cái thằng mà ở không rảnh rỗi thì sao, không cho nó đi. Bây giờ chờ đợi nó đi thôi. Đang qua rồi. Đâu là cái đoàn thám hiểm của mình đâu. Sắt chưa lên nè, công cụ chưa lên là chế em thì chết gần hết rồi. Chắc là thiếu nhà cho tụi nó. Để coi xây nhà mà không có cần ba cái kia thì xây thêm. Không, xây nhà là không có cần ba cái sắt. Chết rồi, gần cái này quá không ta? Gần quá thì tôi sẽ mở rộng qua bên trái. Dưới cái cục điện thiệt á. Lùi lại ngô đi. Cái gì lạnh đây, không sao. Trời ơi. Decisions during an expedition are decisive for its success. Try to be as well prepared as possible and make wise decisions. Bây giờ đợi đoàn thám hiểm nó đi trở về trong vang dội đã. Rồi. In this view, you see which cabins and shelters have been placed in attractive surroundings and which ones are in unattractive surroundings. Bên cái thẻ decor để tăng lên những cái điểm mà trang trí cho nó đẹp lên. Cái này không đứa nào nâng hả? Nó thiếu 60 đồ nên nó chưa có học được.
Để nó nâng nhà bếp xong cái đã. Bây đồ nãy giờ không ngóc lên nổi luôn nha. Làm ra nhiêu là hết nhiêu à. Đồ thám hiểm nên trở về. Thì có cộng 3 cư dân, cộng 1, cộng 3. Cái này thì tốn tài nguyên quá. Cộng 8 luôn. Đó, an cư lạc nghiệp rồi đó. Nên nuôi mấy con này thấy đã không? Chỗ này chắc quy hoạch thành một cái khu như là công viên luôn. Anh chơi xe đỏ gì vô đây hết. Bây giờ xây một cái diễn đàn để mà nó thảo luận với nhau giống cái diễn đàn video Z game vậy đó. Hướng rồi. Đồ nào cũng vướng hết. Đây dạng như cái loa phường vậy đó. Dân nó đẻ nhanh quá à. Nên con game này làm việc thoải mái luôn, không có thiếu thốn gì ba cái tài nguyên khác gì hết. Nghiên cứu xong cái nhà bếp rồi, bây giờ nấu cái súp nấm hả? 500 thịt, 500 nước, quá nhiều, khỏi lo. Food. Nhà bếp đây. Tốn 200 điện. Nhiều, còn quá nhiều. Tool như vẫn không lên nổi. Tool này nó thiếu cái gì ta?
thiếu thép, thép vẫn không lên thì tool không lên, mà thép mình cho ba nhà làm việc liên tục như thế này nó vẫn không đủ nè. Thép này thì chỉ cần mấy cái mà metal này thôi. Nhưng mà thép gì mà nó ngốn tài nguyên dữ vậy ta? Thì được, thép của mình sản xuất nè, tiêu thụ là xanh lá nó bây giờ tiêu thụ lên rất cao nè, bây giờ làm ra không kịp rồi. Bây giờ phải thu thép nhiều hơn nữa thì nó mới sản xuất kịp. Rồi bây giờ metal đó, tí nữa thì cái dòng tuần hoàn này nó sẽ là quay lại thôi. Công trình nào mà tốn metal dữ vậy ta? Bây giờ giữ ổn cái này thì nó vẫn chạy được. Bây giờ qua tới đây thì nó đang thừa ra nè. Chuyện tí nữa cái thời gian nó tới là nó bão hòa lại thôi. Bây giờ thép mình gom không đủ rồi. Chỗ này với chỗ này chỗ nào gần hơn ta? Này còn một kho nữa nè. Tí nữa mấy cái sắt vụn này gom không kịp cái là báo luôn á. Thêm nhà nó đi. Một ba nhà thì khó quản lý đó. Này là cái gì? Chấm hỏi là sao? Độ tuổi nên người khám phá nên có độ tuổi và trưởng thành và trẻ. Này là cái gì? À, nó mang nhiều đồ ăn hơn thì nó sẽ đi được lâu hơn. Nó không cần đâu. Nó sẽ ảnh hưởng bởi một số cái lượng phóng xạ nhỏ. Nên tốt nhất là nên cẩn trọng. Bóc lột dân chúng ta rất là nhiều nên cứ làm việc thoải mái đi. Ủa, điện đi tới đây không chịu nổi lên đây hết ta? Chứ mà cái khu này không có điện được. Màu đỏ là cái gì? Ủa, không có ai làm nấu ăn. Dân của mình nó chết gần hết rồi.
nên bây giờ rất là thiếu luôn. Thám hiểm 10 người, logistics thì giảm lại bớt. Nước cũng giảm lại luôn, 15 thôi. Đầu cái này phải lên nè. Vô này nó nhiều thứ để làm cùng một lúc á, nên mình là không có lo hết được. Cái này là cái quái gì? Tăng cái hiệu ứng hơn. Activate control là ở đâu? Cái forum không chỉ cho phép người dân định cư tìm đến mình, tức là tăng thêm cái ở tìm thêm cái những người nữa đó, phát cái lô phường ra ở đó thì mình có thể giải quyết nhiều cái vấn đề khác nhau như ban hành các nghị định và thiết lập các quy tắc cộng đồng. Cấm chị em, điều này sẽ giảm cái số dân xuống là 5 đi ha, giảm đi 5 hả? Cấm thai sản luôn, cấm người già luôn, giảm nửa lượng thức ăn luôn, tìm kiếm cư dân mới hay là giảm cái lượng nước. Thôi mấy cái này độc tài quá ông ơi, thôi có thiếu mấy cái này đâu. Thêm dân đi, trời ơi mình có kén ăn thiếu ở gì đâu mà. Ông không có từ chối nó. Bây giờ cho dân mình nó sống mà sung túc tí đi. Đầu game khổ như con voi vậy. Phải hai cái mới được á. Chết rồi, không có bỏ ra được, nó bắt buộc mình phải chọn cái này nè. Rồi bây giờ không có bỏ được. Trời ơi, tính chọn thử cái thôi, bắt buộc mình phải mà cấm cái việc sinh sản nữa. Khổ quá, khổ quá, dân ơi là dân. Thu nhập 8 cái nguồn thức ăn khác nhau. Cái đồ đó trên bản đồ đó là cái gì? Đoàn thám hiểm thì chưa có về, đoàn khám phá thì mới có vài đứa đang đi thôi. Bây giờ ra cái chính sách cái là dân nó tụt đầu về liền. Sắc của mình bây giờ nó bắt đầu nó lên dần rồi đó. Không có người làm việc hết. Thiếu dân dữ gì đó hả? Rồi dân của mình nó hiểu gần hết rồi. Hay lượm cũng tục mất một mạng nữa rồi nè. Âm mơ giảm lại.
Bê đích cũng trục một luôn rồi. Dân cắm đầu đi xuống luôn rồi. Trời ơi, ban hành hai cái chính sách ngu muội quá. Tôi lỡ bấm bậy thôi mà. Không có cách nào để ngưng cả. Trời ơi, ba ông này online cùng lúc với nhau luôn. Lát này phóc thì lâu dữ rồi, tôi chưa có vô nữa. Mới chơi được có 6 tiếng à, chưa có đâu vô đâu hết. Xong cái đó thì mới ban hành được cái chính sách mà cấm sinh sản nữa. Thôi, game này hôm nay chắc chơi đến đây được rồi. Có nhiều thứ phức tạp quá. Nên có thời gian tôi sẽ chơi thêm game này nữa, gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Rồi, ok, bye bye anh em. Có thời gian tôi sẽ chơi tiếp con mà Enzone Outward Path này. Game rất là thú vị, giá cũng rẻ nữa. Họ đang mà marketing rất rầm rộ để chuẩn bị vô cái phần 2 ra mắt á. Nên anh em có thời gian rảnh thì có thể thử bằng này. Đây, 2 tiếng đồng hồ của tôi. Rồi ok, bye bye anh em.